Cô gái bị tố là người quay clip đứng nhìn thanh niên bị đạp xuống sông tử vong ở Nhật Bản đã lên tiếng thanh minh, tiết lộ thêm chi tiết sốc. Cô gái đã lên tiếng thanh minh khẳng định mình không phải là người nhẫn tâm đứng nhìn nạn nhân tử vong, mà ngược lại, cô và một số người bạn nữa đã tìm cách thông báo với lực lượng chức năng. Vụ việc một thanh niên nghi là người Việt bị đẩy xuống sông tử vong tại Nhật đang gây xôn xao dư luận. Nạn nhân sau đó đã tử vong, nhưng điều đáng lên án ở đây là người quay clip không những không can ngăn mà còn đứng bên ngoài cổ vũ, đúng rồi, đạp xuống đi. Cạnh đó, một giọng nữ cũng lên tiếng và hùa với bạn nam khi chứng kiến cảnh tượng thương tâm này. Ngay sau khi được chia sẻ, nhiều người khá bức xúc lên án đôi nam nữ đứng quay clip. Một số người nhanh chóng tìm ra tài khoản HG và cho rằng cô chính là người quay clip và nhẫn tâm đứng nhìn nạn nhân bị hành hung và bị đẩy xuống sông tử vong luôn. Trang cá nhân của HG sau đó đã nhận về hàng nghìn lượt bình luận lên án dưới mỗi bài đăng. Chính chủ buộc lòng phải lên tiếng trong một hội nhóm có hơn 200.000 thành viên, đa số đang là học sinh du học và người Việt Nam lao động ở Nhật Bản. Tại đây, HG khẳng định mình không phải là người quay clip, ngược lại, cô và một người bạn nữa đã tìm cách thông báo với lực lượng chức năng sở tại về vụ việc. Chia sẻ như sau, bọn mình là người đầu tiên chạy đi gọi cảnh sát và nhờ hai người Nhật đi dán giấy thu xe gọi cứu hộ. Vậy trong số những người quay video, ai là người đi gọi cảnh sát, ai là người nhờ gọi cứu hộ, ai là người ném phao cứu hộ cho bạn kia? Là bọn mình nhé. Còn phao đang trôi ở cầu 53 có dấu vân tay đó, Hatzi chia sẻ. Hatzi cho biết đoạn video đang được chia sẻ cũng là do cô nhận được từ một người khác. Ai nấy video mình gửi lên, mình ghi rõ là không phải mình quay thì phải ghi rõ ràng chứ, đừng nói không để người khác hiểu nhầm, HG viết. Đặc biệt HG cũng tiết lộ thêm diễn biến không có trong clip của vụ việc như sau. Lúc chúng tôi đi kêu cảnh sát và tìm phao cứu trợ thì hung thủ quay lại và người kia đã bám được vào bờ nhưng bị nó đạp xuống thêm một lần nữa và ném chai thủy tinh khiến bạn ấy đau và chìm luôn. Trong lúc chúng tôi cố gắng nhờ các bạn le ban cứu nhưng không một ai mảy may và giúp đỡ. Trong khi đó, 10 người cảnh sát tới, chúng tôi phải cầu xin hãy cứu lấy người đấy đi vì họ mới bị chìm thôi. Nhưng cảnh sát lại bảo đợi cứu hộ và thợ lặn đến mới vớt bạn ấy lên. Trong khi chúng tôi là hai người con gái, hai người chỉ biết đi gọi cảnh sát và nhờ những người xung quanh thì không một ai cứu giúp. Vậy chúng tôi có lỗi ở đâu? HG cho biết cô không làm gì sai trái với lương tâm nên sẽ không bận tâm những lời chỉ trích trên mạng xã hội. Dù vậy, chỉ sau một tiếng đăng tải, bài viết của HG trong hội nhóm đã bị gỡ bỏ. Trang cá nhân của HG cũng chuyển sang chế độ riêng tư và tạm khóa phần bình luận. Hiện tại vụ việc nam thanh niên là người Việt bị đạp xuống sông tử vong ở Nhật Bản vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.